sau một ngày nắng chiều lại đi trên đường rất là nực luôn, các cái tuyến đường luôn hơi nắng nó bốc lên nè mọi người, rất là nóng. Và chúng ta vừa thăm Huế lúc sáng thì tại đường Phan Bội Châu dốc Định Ngữ trước lại có một cái vụ việc là tàu lửa đi ngang biệt đi ra đi vô thì là bị lật bánh xe nữa, bánh xe lửa đó, không biết có thương tích gì không, phải cùng người ta kịp thời ứng cứu. Đoạn đường xe lửa từ đây đi vào gá và lúc hồi trưa đây lúc này chờ tàu gì, cái trưa tàu bị chỗ mô rồi gì, tàu cái trưa bị đoàn mô rồi, bị đoàn đi luôn hả? Dạ, bị lấu máu họ mới làm sống 7 tiếng đồng hồ. Dạ dạ dạ, ở khu vực bên đây. Thừa Thiên Huế đang điều tra nguyên nhân có tàu trên tàu SM1 bị trật bắn khỏi đường ray. Đây là hình ảnh đây mọi người, hình ảnh trật khỏi đường ray, nó nằm nghiêng, máy lấn lật không lật tàu đó. Có hình ảnh ghê chưa đó. Theo thông tin ban đầu lúc 10:50 cùng ngày, tàu SM1 khởi hành từ ga Huế đi vào Nam, sau khi rời ga khoảng 10 phút đến gạt chặn đường Điện Biên Phủ là khu vực này đấy, từ Thiên Huế, thành phố Huế đó, có tàu số 6 của tàu SM1 bị trật bánh ra khỏi đường ray, nghiêng mạnh khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Đó, tàu mới khởi hành tối vừa lên ngồi thì thấy rung lắc, tầm khoảng vài phút thì dừng lại, lúc đó tôi rất rung vì không biết tàu có lật hay không. Chị Nguyễn Ngọc An ở Bình, hành khách toa số 5 kể lại đó. Dạ, đây là hình ảnh, dạ hình ảnh tựa này, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường khắc phục sự cố đó. Tại hiện trường lực lượng chức năng đang phối hợp cùng ngành đường sắt Thừa Thiên Huế di chuyển hàng trăm hành khách trên chuyến tàu SM1 xuống tàu, đồng thời dùng xe trung chuyển để đưa các hành khách quay lại ga Huế. Riêng toa tàu gặp nạn, hiện công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, thông số kỹ thuật trước khi tàu SM1 gặp sự cố. Sự việc không có thiệt hại nào về người. Dạ, đó là thông tin. Đó, thông chuyển được. Lăng mặt của toa tàu cũng bị hư hỏng do va đập sang như nên đường đó. Đó, những hình ảnh trưa nay đó, đưa hành khách về lại ga Huế.
đang người ta đang chỉnh sửa lại đường sắt đó, khu vực đang bị sự cố đó mọi người. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Chúng ta còn một ngày nữa, chiều nữa đi thăm Huế. Giờ này 5 giờ chiều, bà con đi làm về khá là đông. Cũng như hàng quán bắt đầu bán chiều. Chợ chiều đây, đây là khu vực quanh chợ Bến Ngư. Tàu lửa mà chạy mà bị lật bánh xe là cũng khá là nguy hiểm đó. Máy là cùng nếu tốc độ đi vào gần ga Huế hoặc là từ ga Huế đi ra khu vực Bình Ngư dọc Nam Giao thì đó là cũng gần với ga Huế thì chắc là tàu lửa sẽ đi khá là chậm. Chậm thì chắc là xử lý nó dễ hơn, trên nhánh thì nó có nhiều cái nó không xử lý được, nó dồn á. Thấy các bạn đưa hình ảnh lên thì hai cái toa tàu nó bị chung lại, bị lật ra một vài cái bánh gì đó. Chiều về ở đây họp chợ đóng chưa, bà con ngồi ra ngoài đường bán luôn. Đi đem đô thì sao mà không đuổi được. Chiều về thầy có ai đi thăm hỏi là mày gì mày mê kiếm chỗ ngồi bán liền. Kể tranh thủ bán chập buổi chiều người ta đi làm về thiếu thức ăn rồi chứ, người ta ghé vô mua bò rau bò cải. Cầm cờ đi rồi hả, cổ vũ của chị à. Đây chúng ta đang đi qua ngã tư cầu Phú Cám. Cầu Phú Cám đường Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng mặt mẹ bên dòng sông. Bây giờ chiều giờ tối thì bắt đầu nó tỏa nhiệt ra các bức tường nhà cũng như các cái đường bê tông, đường nhựa nóng lắm nha. Đây có cái lim này, cái lim này hoặc cái lim sạc mà trời nặng quá mà lim nó ngủ luôn. Nó ngủ sớm nó lạ, nó dìm lại luôn. Còn một buổi chiều lang thang phố Huế đi cho nó mát, lượn một vòng cho mát. Dạ. Nặng lắm luôn. Giờ trưa giờ cao điểm rất là nóng. Về các cái ngôi nhà mà cấp 4 không có máy lạnh thì nóng lắm. Chỗ hàng quán đây bắt đầu mở nữa, 1999 Garden. Ở đây cũng thuộc trong cái tuyến phố đi bộ, tuyến phố Hai Bà Trưng. Dạ, nhưng mà đi bộ thì bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Huệ đi qua. Còn bên này thì nơi cũng là chưa hoạt động theo kiểu đi bộ về đến đó.
đây phở hai ba trứng đây mọi người, bây giờ gọi là phở đó. Ngày thì phở đi lại, đêm thì cuối tuần thì phở đi bộ. Đêm nay mới thứ năm thôi, thứ sáu thứ bảy chủ nhật mới dành cho đi bộ. Nếu như trời nóng dưới đây thì bà con buổi tối ra đi bộ chơi cũng rất là hợp lý, đi ăn đi uống giải khát. Nhiệt độ ngày hôm nay Huế 35 độ C, bắt đầu nóng dần lên, dạ nóng lắm. Mai ngày kia là 36, 37, 38 độ C đó. Đây chúng ta đang đi thẳng về đường Tổng Đá. Hướng về ngã 6. Như vậy là cái lễ hội festival làng nghề truyền thống cùng còn tối hôm nay ngày mai là bế mạc rồi. Dạ. Tuần lễ trôi qua cũng khá là nhanh, từ ngày 28 đến ngày 5 tháng 5. Dạ. Cũng nằm trong cái chuỗi dịp bà con nghỉ lễ khá là dài, cho nên người ta chọn vào để đưa cái lễ hội vào rất là hợp lý luôn, để thu hút được người đến về Huế biết nhiều cái ngành nghề hơn, tiếp cận giao thương. Dạ. Khách sạn Thuần Hóa, hồi xưa em vui nhỉ, có nghe anh chị kể là đấy có khách sạn Thuần Hóa là cái này đây mọi người. Bây giờ thấy cái tên chi ạ, nằm ngay ngã tư Lý Thường Kiệt, Đống Đa. Tình hình là cập nhật chục thông tin buổi chiều Huế, nghe đâu buổi trưa có cái vụ lật bánh xe lửa mới vừa sống lúc này là mọi người, cách đây vài giờ đồng hồ thôi. Thầy có mấy bạn đăng hình ảnh người ta đang ứng cứu cần cầu để cầu cái có tàu lên để đưa cái bánh xe vào với đường xe lửa. Hy vọng là bà con không ảnh hưởng gì về sức khỏe. Dạ. Rồi thông tin ngày nắng nóng xứ Huế khá là gắt luôn. Kia Hà Nội, Hồng Vương, đây Bình Nghệ, sau lưng là Lê Quý Đôn, Hồng Vương bên kia Đồng Đá. Yeah. Oh, chiều về đi con đường Bình Nghệ mặt kia chứ, vì nhà lâu cao tầng nhiều, hai bên về hướng Tây nữa, mặt trời nằm về hướng Tây. Sau lưng cả cái khách sạn cao thì chắc buổi chiều đây mặt đó. Dạ. Đường phố Bình Nghệ là nơi sầm uất nhất của Huế, khách sạn nhà hàng cao cấp. Dạ.
trên đường rất là nóng mọi người. Dạ, nhìn im mát vậy chứ nóng. Hơi nó lên hừng hực luôn. Nóng ghê luôn. Rào rực. Đó, ngang qua đây thì cả cái khu phố đi bộ phố Tây cũng bắt đầu xoàn hàng đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Chào kinh khủng kia, nhìn ra một nguyên một khu phố luôn. Tối về thì người ta đi ăn uống ăn nhậu, nhìn là cái cảnh tượng đông đúc lắm. Dạ, yeah. Đặc biệt là cuối tuần nữa, nếu mà nhìn nếu như trời nắng đấy thì cũng đã đông rồi, người đâu mà đi ăn đi uống nhiều lắm. Dạ, yeah. Qua vài tiểu phố thân quen nhưng mà trong những cái khung giờ khác nhau để bà con mọi người biết hết. Nhìn hình ảnh về Huế và có chụp thông tin vui, cùng hy vọng mọi người thấy thú vị và biết thêm Huế qua kênh Yên Vui. Hàng ngày Yên Vui cập nhật về Huế. Dạ, yeah. Trò đông ghê, đông quặng, chốc lát nữa người ta đi ăn uống phải đông. Dạ, ra đây là đến tuyến đường Lê Lợi rồi. Dạ, cho em quay tạm những video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em quay hòa bình rất lắm. Họ động lực ra nhiều video hơn nữa để bà con thăm Huế. Chỉ còn 3 ngày cuối cùng diễn ra chương trình sale kinh khủng của The G-Man Store. Em Vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.